Để thêm mát cho em trong những khi trời chưa hè, hoặc nóng lực anh tình nguyện làm mây để cho đây ánh nắng của khí hậu phen rén thật là oi bức. Nếu có thể là tranh cùng với sao được tỏa sáng cho em trong lúc em trên đường về, những thứ kể làm cây để một lễ đợi em trong những khi em đang trường về. Nhưng đó chỉ là mơ, làm sao anh có thể biết những điều đó thành sự thật. Nhưng nếu anh được mơ, anh sẽ ước rằng là thời gian bên em anh mới đừng biến mất. Khi đã yêu em rồi thì trong trái tim này chỉ chứa một người duy nhất, đó là ai. Còn ai nữa thì cảm anh chào em chắc chắn 100% là thật. Người ta nói anh lị, người ta nói anh dại, nhưng đối với anh á thì cũng chả sao. Giờ mất em nên lị sẽ buông nên dại, mặc lời người ta anh không bỏ ngồi tay. Không phải mối tình đầu, nhưng mà anh mong em sẽ phải làm mối tình sau cuối. Và cũng không biết bao lâu để cái tình cảm này mình còn giữ mãi trong tim hai người. Quá khứ này tính sau, để em cần biết là người hiện tại không ai hơn em. Nhưng anh ước mơ mai sau sẽ có một cái kết hôn khác lên tên anh và em. Chỉ đường